Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến một cái vụ kiện giữa một người phụ nữ từng có hợp đồng mở một cái quán cà phê ở trong khuôn viên của trường đại học Boise ở tại Idaho. Nhưng mà vì cái chuyện là tại vì bà ủng hộ cho lực lượng cảnh sát mà bị sinh viên quấy nhiễu, gây phiền phức cho cái cơ sở thương mại của bà mà cái trường đại học đó, thì như chúng tôi thưa là tất cả những cái cuộc họp sau đó đó, người phụ nữ này nói là cuối cùng cái trường đại học này đó không có đưa ra được cái giải pháp nào hết để dung hòa, mà họ bắt bà đó là thứ nhất phải gỡ cái sticker đó ra, và ngưng cái chuyện mà dùng mạng xã hội Facebook để mà nói lên quan điểm của mình. Tại khi mà bà phân trần đó thì cũng có những người họ ủng hộ cho bà chứ không phải không thôi quý vị, thì họ quay ra họ chửi sinh viên rồi vân vân, cho nên là hai bên cứ chửi nhau liên tục không có hồi kết. Và trường đại học nói là nếu mà tạm thời vẫn chưa có được đó, tại sinh viên nó cứ quyết định là nó cứ đòi bắt buộc trường nó phải đuổi bà khỏi cái quán đó, nhưng mà tại vì lúc ban đầu là kẹt có cái hợp đồng, thì ý trường đại học là nếu như bà chịu thỏa hiệp bà làm những cái chuyện đó và tạm thời giống như đóng cửa một tuần hai tuần gì đó để xoa dịu sinh viên thì họ sẽ tiếp tục cho bà mở cửa. Nhưng mà bà nhất định bà không chịu, thưa quý vị. Bà nói là đây là tất cả những cái chuyện mà phía trường đại học bắt bà phải làm, không có một cái giải pháp nào cho cái vấn đề của bà hết, cái này là chèn ép người ta, cho nên bà nhất định không chịu. Thì bây giờ đó, tại vì đơn kiện thông qua luật sư, luật sư của bà nói là sau cái lần họp cuối cùng đó, khi bà không chịu cái gì hết, thì trường đại học này đó lẳng lặng soạn thảo ra một cái văn bản mà bà không biết luôn. Nghĩa là cái văn bản đó ngày hôm sau sẽ đưa ra tuyên bố là cái tiệm cà phê của bà này sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Họ giống như là terminate cái contract của bà early, thưa quý vị. Chính vì cái chuyện đó cho, và thật sự 3 ngày sau trường đại học này đó đưa ra cái văn bản là bây giờ họ kết thúc cái hợp đồng với bà mà không có lý do gì chính đáng hết. Cho nên chính vì vậy mà bà đã thưa kiện suốt từ đó cho đến năm đến nay, đã sau 4 năm thôi quý vị. Thì cuối cùng phía tòa án đó, thứ nhất họ nói là người phụ nữ này không có nói ra những cái câu nói gì mà gây kích động hay là thóa mạ ai hết. Bà chỉ để một cái sticker thể hiện cái quan điểm của mình. Và khi mà trường đại học đó bắt bà không được sử dụng cái Facebook để mà nói lên quan điểm của mình là đã xâm phạm nghiêm trọng cái quyền tự do ngôn luận của người phụ nữ này. Và thứ hai nữa là phía trường đại học đó, theo như bồi thẩm đoàn thấy được, rõ ràng là không hề công bằng mà chỉ có cái giống như thành kiến với người phụ nữ này, đưa ra những cái giải pháp chèn ép bà phải, và cuối cùng là terminate cái contract của người phụ nữ này mà không có cái lý do gì cả. Cho nên bây giờ đó họ phải đền bù cho bà đến 4 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, một trong những đề tài chính trị quan trọng mà cả hai ứng viên trong đó, đặc biệt là bên phía Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris và kể cả dưới thời của ông Biden, là child care. Rất thương vì có nhiều người họ không dám lập gia đình bởi vì cái tiền mà chi phí chăm sóc trẻ em đắt mấy trăm ngàn đô la một đứa, thưa quý vị. Cho nên một trong những và qua bản tin này mới thấy được đó là có những công ty ở Mỹ này, đây là công ty Au Pair in America, tìm vú em lẽ đương nhiên cho các gia đình giàu có. Đã giàu rồi thì sung sướng vô cùng, chỉ cần vào trong một công ty, công ty này chịu trách nhiệm là chọn lọc các cô vú em, họ cung cấp các dịch vụ bán thời gian toàn thời gian, tức là living child care. Con em của quý vị được vú em chăm sóc 24/24. Mà chúng tôi nhớ là nhiều gia đình ở người Việt Nam á, từ trước 75 và sau này khá giả đó, là luôn luôn có vú em. Mà công việc của vú em ở Việt Nam thì rất là nặng nhọc, đâu phải chỉ có chăm sóc mấy đứa nhỏ đâu, cũng phải biết nấu ăn, giặt giũ vân vân. Nhưng mà tùy trong mỗi trường hợp. Thì đây là công ty Au Pair America. Đây là cũng là cơ hội cho các cô gái ở Việt Nam
có thể sang Mỹ này làm việc có lương, họ phải thông qua cái chương trình này, và đây là công ty chịu trách nhiệm thuê mướn những người ngoại quốc vào Mỹ làm việc thông qua chương trình đặc biệt. Họ được visa vào đây làm việc 6 tháng, 1 năm tùy theo. Nếu mà công việc họ làm việc tốt, mà người chủ thích, họ sẽ mướn. Và mỗi một người đều có cái đánh giá. Mà nếu tệ quá đó, họ sẽ phải trở về nước và không được tái hợp đồng nữa. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc xảy ra trong cái trường hợp hiện nay đó, và đó là cô Vũ Em. Mà cô Vũ Em xinh đẹp quá thì cũng phiền vô cùng, thưa quý vị. Cô Vũ Em này ngày hôm nay được bồi thẩm đoàn ở New York buộc ông chủ bồi thường hơn 2 triệu Mỹ kim vì cái tội quay lén cô trong phòng ngủ. Mà chúng tôi cũng không hiểu tại sao bà vợ cho phép ông này. Ông này cũng còn trẻ lắm, chưa tới 40 tuổi thôi quý vị, mà lại khá giả vô cùng, làm chủ 3 nhà hàng ở New York. Ông có 4 người con, bởi vì công việc quá bận rộn, rồi bà cũng có công việc riêng nữa, cho nên hai vợ chồng ra khỏi nhà suốt ngày, mà con thì con nhỏ nữa. Cho nên họ nghĩ ngay, có dư tiền mà mỗi tháng 4-5 ngàn đô la mà. Cho nên có dư tiền thì nói rằng tại sao mình không thuê mướn một cô Vũ Em chăm sóc 24/24 luôn. Đưa rước mấy đứa nhỏ chăm sóc cho tụi nó ăn, trong khi ổng thì lo việc nhà hàng vân vân. Thế nhưng không hiểu tại sao bà vợ cho phép chọn mấy cái cô Vũ Em đến từ Colombia mới có 20 mấy tuổi thôi. Anh nói tiếng Anh rất giỏi. À, cô Andrea cho biết để đạt được cái tiêu chuẩn vào Mỹ làm việc gọi là Vũ Em toàn thời gian đó, cô mất mấy trăm tiếng đồng hồ trải qua một cái khóa học ít nhất là 6 tháng. Chưa kể là phải biết tiếng Anh và biết các quy luật của Mỹ để tránh vi phạm. Bởi vì vi phạm một cái là bị trục xuất ngay. Và chưa kể đó là công ty họ sẽ kết thúc hợp đồng ngay lập tức. Cái chuyện như là chăm sóc cẩn thận về vấn đề với những người chung quanh. Thế nhưng đây là một bức ảnh được cô đưa ra làm bằng chứng. Cô đã gọi cảnh sát và thuê mướn luật sư và báo cho công ty của mình biết về trường hợp cô bị vi phạm, mà vi phạm bản thân của mình. Lý do ông này chắc thấy cô quá xinh đẹp, gắn trong phòng ngủ một cái máy khói, máy mà kiểm soát khói, thưa quý vị, có khói hay khí độc nó kêu lên, thì ông cài một cái camera quay lén trong cái máy này. Thoạt vào cô không để ý, nhưng mà rồi chắc có lẽ là trong lúc ngủ thì nhìn thấy, ủa tại sao cái máy khói đó nó chớp đèn. Thì cô mới nói, ủa cái máy khói mà chớp đèn lạ quá. Cô mới bắt thang lên, cô mở cái máy ra. Quý vị biết trong lúc cô làm như vậy đó, ông này ông tình cờ ông thấy, tức là ông theo dõi cô gái, tức là ngồi ở nơi làm việc mà không làm việc mà cứ lo nhìn cô Vũ Em xinh đẹp. Ông sợ quá, ông chạy về nhà. Thì cô đã lấy được, mở ra thấy nguyên cái máy quay, cô lấy ra được. Thì trong đó có một cái con chip giữ các tài liệu. Và cô mang, cô ngay lập tức chạy đến báo. Và cảnh sát tìm thấy rất nhiều các video. Trong đó thực sự thì những cái cảnh cô thay quần áo ngủ, có thể là khỏa thân trong phòng ngủ của cô, nhưng mà vi phạm về cái chuyện riêng tư. Thì ngay lập tức ông bị bắt ngay. Cảnh sát tới nhà bắt ông này và truy tố cái tội đó, quay lén, vi phạm và chuyện riêng tư. Rất may cho ông này là có những cái cảnh không có quá nhạy cảm. Và cũng may cho ông á là chưa dính líu tới cái chuyện tình dục. Bởi vì nếu như ông này, ông sử dụng các hình ảnh này mà ông phát tán trên mạng Instagram hoặc là bán cho ai đó, thì cái tội đó nguy vô cùng. Thì mới đầu đó là công tố viên New York truy tố ông cái tội hình sự và có thể dẫn tới 4 năm tù.
Nhưng mà sau đó thì họ thấy rằng đây là chuyện vi phạm đầu tiên, và trong các đoạn video không có những cái hình ảnh quá ư là nhạy cảm, vân vân, và không có cái chuyện mà ép lực bạo hành, vân vân. Và cuối cùng họ đồng ý ông phải trả tiền bồi thường cho cô trên 2 triệu đô la. Thứ hai nữa đó là bị quản thúc tại gia cũng như đi học cải tạo đầu óc. Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo.